Sau khi Hải Phòng ra văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị quận huyện, sở ban ngành yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân biết chủ động phòng chống bão. Hai địa phương huyện đảo của thành phố này cũng đã có những biện pháp cụ thể ngay trong ngày 16 và 17 tháng 7 để chủ động phòng chống bão. Ở Cát Hải, huyện này đã thông báo tạm dừng hoạt động tham quan trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà và các bãi tắm trên địa bàn huyện từ 12 giờ ngày 17 tháng 7. Đồng thời yêu cầu các đơn vị nhanh chóng kêu gọi các phương tiện tàu thuyền và ngư dân đang còn hoạt động trên biển về các vị trí tránh trú bão theo quy định. Tổ chức di rời bè dịch vụ ở bến bèo, các tàu thuyền du lịch về tránh trú, sơ tán nhân dân trên các bè nuôi trồng thủy sản lên bờ, hoàn thành trước 12 giờ ngày 17 tháng 7. Cùng với đó, các đơn vị tổ chức sơ tán nhân dân ở các vị trí xung yếu về các vị trí tránh trú bão an toàn, hoàn thành trước 17 giờ ngày 17 tháng 7. Bè tôi đi neo nọc, tôi đi dằng nhà, rồi đi làm phao lại. Nhưng mà neo nọc thì kéo lên để cho nó căng lên để nó đỡ trôi. Còn neo nọc thì nó phải chắc chắn đấy nhỉ. Chỉ lỗ neo, cái bè cái quan trọng nhất là cái neo. Neo mình ok là nó không vấn đề gì. Neo này mình dùng dây to rồi thì neo mình thả dài ra thì là neo 7-8 cân một cái. Ngoài ra, công an, bộ đội biên phòng phối hợp cùng ban quản lý vịnh Lan Hạ đã bố trí xuồng máy để đưa người dân từ các lồng cá vào đất liền tránh bão. Lãnh đạo huyện Cát Hải và thị trấn Cát Bà cũng đã đi thị sát, vận động người dân vào nơi tránh trú bão an toàn. Người già, phụ nữ, trẻ em cũng sẽ được sơ tán lên đất liền để tránh bão. Huyện cũng đã thông báo đến các doanh nghiệp, khu du lịch, nhà nghỉ, khách sạn đóng trên địa bàn chủ động ngay các biện pháp cần thiết để phòng chống bão, khuyến cáo nhân dân không đi lại tại khu vực gần bờ biển và ngoài đường trong thời gian bão đổ bộ.